Rồi, xin chào quý vị và các bạn trở lại với chương trình Hùng Xe ơi. Dịch bệnh quá thì em cũng không đi quay và ra video đều cho quý anh chị được. Thì đầu tháng 10 nơi rồi thì em cập nhật nhanh qua giá xe, một số dòng xe đầu tháng 6 nhé. Video này thì em mới cập nhật nhanh qua Ranger Wildtrak phiên bản 2 cầu số động Biturbo. Tháng 6 tới thì khả năng xe lắp ráp sẽ ra mắt và chúng ta chỉ còn một số ít xe nhập khẩu thôi. Giá thì vẫn dự kiến về phiên bản lắp ráp là khoảng 925 triệu khi mà Ford Việt Nam vẫn chưa có thông báo chính thức về xe lắp ráp. Xe nhập khẩu Thái Lan nguyên chiếc thì chúng ta vẫn bán là 925 triệu. Tháng 6 này thì đa phần khách hàng ký phải chờ xe theo màu giúp em nhé. Chương trình khuyến mại trong tháng tới thì dự kiến vào khoảng từ 10 đến 15 triệu đồng tiền phụ kiện và có thể quy đổi. Phụ kiện ở đây thì thông thường chúng ta sẽ tặng như là gắn kính, trải sàn, camera hành trình. Quý khách hàng nào thiện chí thì có thể đàm phán thêm gói mở tín năng ẩn chẳng hạn, đúng không ạ? Một số option kèm theo xe. Cũng có nhiều khách hàng thì hỏi em là mua cái xe đắt như này lăn bánh đâu đó vào khoảng gần tỷ ở Hà Nội rồi, nếu mà vay trả góp các thứ thì thủ tục như nào, thì em cũng tranh thủ giải thích luôn. Với những quý anh chị mua xe trả góp thì anh chị yên tâm là về giá bán chiết khấu giảm giá nó sẽ giống hệt như là chúng ta thanh toán trả thẳng phun tiền thôi. Cái bản chất khác nhau là vì sao người ta nói đắt hơn là vì chúng ta phải mua bảo hiểm thân vỏ trong suốt quá trình vay. Bảo hiểm thân vỏ này thì tùy nơi tùy từng bên, tuy nhiên thì em tư vấn khách hàng là nên mua trong hãng vào khoảng 2 đến 3 năm đầu để chúng ta đi hết cái thời gian bảo hành bảo dưỡng. Trong hãng thì chúng tùy vào từng loại xe và tùy vào từng bên bảo hiểm nhá. Chỉ đắt hơn khoảng một xíu xíu thôi, không đáng kể so với giá trị của các bảo hiểm đâu. Các bác cứ mua trong hãng hoặc liên hệ trực tiếp với em. Thủ tục giấy tờ khi vay thì chúng ta sẽ chuẩn bị đơn giản như là với khách hàng cá nhân: chứng minh thư, sổ hộ khẩu, giấy đăng ký kết hôn hoặc xác nhận độc thân. Với những khách hàng mà vay Sihan, MB muốn có lãi suất tốt thì chúng ta nên có lương chuyển khoản hàng tháng. Còn nếu không, chỉ là kinh doanh tự do, tài chính không nợ xấu thì chúng ta hoàn toàn có thể vay những ngân hàng thương mại cổ phần như VIB hoặc Tiên Phong. Cái mức lãi suất trung bình là khoảng 8,5% một năm. Với cái mức vay của Ranger Raptor, em xin lỗi, Ranger Wildtrak thì lăn bánh gần 1 tỷ đúng không ạ? Mức vay dao động hợp lý ở trong khoảng thời gian này là 50%, cho chúng ta vay khoảng 500 triệu. Thì hàng tháng chúng ta sẽ trả rơi vào khoảng 6 triệu 9 tiền gốc và khoảng 3 triệu rưỡi tiền lãi, tức là một tháng chúng ta trả vào khoảng hơn 10 triệu. Đấy, đó là thần cao điểm nhất mà chúng ta phải trả khoảng 10 triệu, hơn 10 triệu quay đầu nhé, cả gốc cả lãi. Và hàng tháng sẽ giảm dần với cái mức vay em đang tính là trong khoảng 6 năm với khách hàng cá nhân. Hàng tháng sẽ giảm đâu đó vào khoảng 200-300 nghìn hàng tháng tiền lãi giảm dần theo từng gốc. Với khách hàng công ty thì các bác chuẩn bị giúp em là đăng ký kinh doanh và có thuế và có tài chính trong khoảng nửa năm hoặc một năm gần nhất. Nói chung là cái này cũng khá đơn giản thôi, khi mà đa phần giấy tờ chúng ta sẽ được cung cấp online và 1 đến 2 ngày sau khi ký kết hợp đồng thì chúng ta mới có nhân viên ngân hàng đến tiếp nhận hồ sơ và xin hồ sơ gốc. Thường thì các bác mua xe của em thì sẽ nhận xe trong khoảng 4 đến 6 ngày tùy vào từng vị trí khu vực. Quy trình là sau khi chúng ta đặt mua hợp đồng, đồng mua bán, 1 đến 2 ngày sau thì sẽ có bên ngân hàng về thẩm định và ra cam kết cho quý anh chị vay khoảng 500 triệu đúng không ạ? Ngay sau đó thì chúng ta sẽ đi bấm biển thôi. Và đến ngân hàng ký giải ngân, sau khi ký giải ngân chúng ta chờ giúp em khoảng 1 ngày tiền nổ thì mình sẽ được nhận xe nhé. 4 đến 6 ngày làm việc và không tính ngày nghỉ thứ bảy chủ nhật. Tùy vào từng loại xe và tùy vào từng ngành nghề kinh doanh của quý anh chị thì lãi suất bọn em sẽ lựa chọn ngân hàng làm sao để tốt nhất. Nếu mà quý anh chị có nhu cầu mua Ford Ranger, mua bất kỳ xe cũ, xe mới hoặc có nhu cầu bán, cần tư vấn ngân hàng trả góp, có thể liên hệ trực tiếp với Hùng, call line đang đính kèm trên màn hình nhé. Em làm video nhanh thôi và hiện nay cũng phải ở nhà chống dịch. Rất mong quý anh chị ủng hộ, theo dõi và đừng quên là chuông thông báo để nhận được video sớm nhất. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.